Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm món cháo quả nhiệt đới. Thì để làm món này, chúng ta sẽ cần những nguyên liệu sau. Đầu tiên, chúng ta sẽ sử dụng trà xanh, công trà được nhập khẩu và phân phối trực tiếp bởi công ty AutoShop. Nguyên liệu tiếp theo là mứt Budo Lô Quất được nhập khẩu và phân phối trực tiếp bởi công ty AutoShop. Hoa quả tươi. Đầu tiên, chúng ta sẽ tiến hành chúng ta đi ủ trà. Mình sẽ sử dụng 15g trà ủ với 500ml nước. Nhiệt độ nước ủ trà xanh nhài chúng ta sẽ sử dụng là từ 70 đến 75 độ. Sau đây mình sẽ tiến hành, mình sẽ lấy nước. Ok, sau khi mình đo nhiệt độ nước thì khoảng độ 72 độ. Thì mình sẽ sử dụng nước này chúng ta ủ trực tiếp với cái trà xanh. Thời gian ủ trà là 6 phút. Sau khi được thời gian ủ trà, chúng ta tiến hành chúng ta lọc trà. Sau khi lọc được cốt trà, chúng ta sẽ tiến hành chúng ta cho 100g đá vào trà. Chúng ta sử dụng là 200ml trà xanh. Hai thìa mứt Budo Lô Quất. Hai thìa mứt này nó sẽ tương đương với 40ml mọi người nhé. Tiếp đến, chúng ta sẽ sử dụng là một quả quất. Chúng ta vắt lấy nước cốt. Sử dụng 2 lát chanh. Tiếp đến chúng ta cho 5ml đường. Sau khi cho đường, cho đá, chúng ta thì tiến hành thao tác lắc. Mọi người sẽ tiến hành lắc cho mình từ 10 đến 15 cái. Rồi chúng ta tiến hành đổ vào cốc. Chúng ta sẽ cho thêm một xíu đá. Tiếp đến chúng ta sẽ đề co hoa quả.
Sau khi thái hoa quả xong, chúng ta sẽ tiến hành chúng ta đề co. Mình sẽ sử dụng là một lát cam vàng. Chúng ta sẽ cho vào thành cốc. Tiếp đến là hai lát táo. Tiếp đến chúng ta sử dụng lát chanh. Lát chanh khi chúng ta lắc trong bình sắc cơ, chúng ta tận dụng chúng ta sử dụng luôn. Một chút mứt và hoa quả. Tiếp đến chúng ta sử dụng 1/2 của nửa quả chanh leo. Ok, thành phẩm của chúng ta đã hoàn thành. Sau khi thành phẩm đã hoàn thành, mọi người nhìn cốc nước của chúng ta rất là đẹp và ngon đúng không ạ? Thì mình xin chia sẻ một chút là cái giá cốt để mà làm ra cái thành phẩm cốc nước này. Khi chúng ta kinh doanh bán ra tới tay khách hàng thì nó sẽ là 12.500. 12.500 với cái cốc của size 700ml mọi người nhé. Size 700ml. Đến đây mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video.